Vụ nữ sinh tử vong trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk, phẫu thuật cứu sống người bạn trai. Nghệ An, hàng trăm công nhân ngừng làm việc. Tàu cá bị đâm chìm, một người chết, hai người dân mất tích trên biển Quảng Hải. Vụ hiệu trưởng lộ nhiều clip nhạy cảm, cho thôi chức theo nguyện vọng. Giá lúa gạo bất ngờ giảm mạnh sau Tết. Tạm giữ nam thanh niên nằm trên yên xe máy diễn xiếc trên đại lộ Thăng Long. Liên quan vụ một nam thanh niên có hành vi nằm ra trên yên xe máy, chạy tốc độ cao, lạng lách, tạt đầu ô tô trên đại lộ Thăng Long. Công an quận Nam Từ Liêm xác định, đối tượng thực hiện hành vi trên là Bùi Thái Sơn, sinh năm 1997, quê Nghệ An. Sơn đang làm công việc đóng gói và giao hàng phụ kiện làm bánh sinh nhật cho khách hàng tại Hà Nội. Khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 2, Sơn tự ý lấy xe máy Honda Way màu đỏ đen của chủ cửa hàng để đi siêu thị Big C Thăng Long chơi. 16 giờ cùng ngày, Sơn điều khiển xe máy trên từ siêu thị Big C về xưởng tại phường Tây Mỗ. Sau đó, Sơn điều khiển xe đi vào làn đường dành cho xe ô tô trên đường cao tốc đại lộ Thăng Long. Khi đi đến đoạn đường thuộc phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, thì Sơn nằm úp trên xe máy, hai tay giữ tay lái xe, hai chân duỗi thẳng về phía sau trên yên xe máy để tham gia giao thông. Quá trình nằm, trường trên yên để điều khiển xe máy, Sơn điều khiển với tốc độ cao khoảng 70 km/h, vượt qua nhiều xe ô tô đi cùng chiều và đi được 2,3 km. Khi đến lối rẽ đường gom ra đường 70 nối vào đường Tây Mỗ, thì Sơn ngồi dậy điều khiển xe máy như bình thường. Quá trình thực hiện hành vi, Sơn bị người dân đi xe ô tô cùng chiều sử dụng camera hành trình quay video khoảng 24 giây, rồi sau đó đăng tải trên các trang mạng xã hội. Căn cứ kết quả thu thập chứng cứ nêu trên, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với Bùi Thái Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ nữ sinh tử vong trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk, phẫu thuật cứu sống bạn trai. Ngày 23 tháng 2, liên quan đến vụ án nữ sinh tử vong cùng bạn trai trọng thương trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk, một nguồn tin cho biết, sức khỏe của anh Trần Đức Phong, sinh năm 1995, trú Nghệ An, đã ổn định sau khi được phẫu thuật kịp thời. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh Phong bị 3 vết thương nặng do dao đâm, ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ. Sau khi phẫu thuật, anh Phong được chuyển xuống khoa ngoại tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của anh Phong đã ổn định. Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, trước đó vào khoảng 12 giờ trưa ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Tất Hậu sinh năm 1967, chủ nhà nghỉ Sơn Phong ở xã Ia Rin, huyện Mờ Đờ Rắc, bất ngờ phát hiện anh Đức Phong và chị Yến Nhi sinh năm 2006, trú huyện Mờ Đờ Rắc, có nhiều vết thương trên người. Ngay sau đó, công an xã Ia Rin đã đưa hai người đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Mờ Đờ Rắc. Tuy nhiên, chị Nhi đã tử vong, còn anh Phong chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Rin Phạm Vĩnh Hồng, hai người trên có quan hệ tình cảm. Chị Nhi đang là học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mờ Đờ Rắc. Nghệ An hàng trăm công nhân ngừng làm việc. Sáng ngày 23 tháng 2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thanh Khê, Thanh Trường, Nghệ An cho biết, nhiều công nhân trên địa bàn đang làm việc tại nhà máy may trên địa bàn của thôn Yên Lĩnh đã ngừng làm việc tập thể. Sự việc sau khi xuất hiện vào chiều ngày 22 tháng 2. Theo thông tin của Báo Pháp luật Việt Nam nắm được, sáng cùng ngày khoảng 200 công nhân thuộc nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Saying Together Vinvina, tên thân là nhà máy may TAAD Nghệ An, không chịu vào nhà máy làm việc như bình thường. Xác nhận từ một số công nhân cho biết, nguyên nhân công nhân chưa chịu làm là bởi việc công ty chưa trả lương tháng 1 năm 2024. Theo bình thường, lương hàng tháng sẽ được trả vào ngày 20 hàng tháng. Năm 2024, chúng tôi bắt đầu làm việc từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, công ty vẫn chưa trả lương tháng 1, một công nhân cho biết. Bên cạnh việc chậm lương, phía công ty Hàn Quốc khi mua lại nhà máy có thể cam kết sẽ thay đổi mức lương, các chế độ trợ cấp, lương tăng ca nhưng vẫn chưa nói rõ, thống nhất cho công nhân, nhóm công nhân thắc mắc. Xác nhận từ ông Lê Tiết Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương cho biết, sự việc xuất hiện từ chiều hôm qua xuất phát từ việc chậm trả lương nên công nhân đã yêu cầu trả lương. Hiện phía liên đoàn vẫn đang trực tiếp xuống để nắm bắt tình hình, ông Hùng cho biết thêm. Tàu cá bị đâm chìm, một người chết, hai ngư dân mất tích trên biển Quảng Ngãi. Sáng 23 tháng 2, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm hai ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm đang mất tích trên biển.
Theo đó, tàu cá QNG 11626TS do ngư dân Nguyễn Đảm, 57 tuổi, ngụ thành phố Quảng Ngãi, làm chủ tàu và thuyền trưởng. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 23 tháng 2, tàu cá này bị tàu khác đâm chìm tại vị trí tọa độ 15 độ 16 phút 98 E đến 108 độ 58 phút N. Thời điểm bị tai nạn, trên tàu có 9 ngư dân. Tai nạn bất ngờ, tàu cá bị phá nát, chìm xuống biển. Cả 9 ngư dân lao xuống biển thoát thân. Rất may, ngay khi xảy ra tai nạn, một tàu gần đó phát hiện sự việc đã tiếp cận và cứu được 7 ngư dân đưa về bờ. Dù cố gắng tìm kiếm thêm 2 ngư dân còn lại, nhưng không được. Tàu này đành phải đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu vì có nhiều người bị thương nặng sau tai nạn. Ông Danh thông tin, ngay sau khi các ngư dân vào bờ, cơ quan chức năng và người thân đã hỗ trợ đưa 7 ngư dân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Tuy nhiên, ngư dân Nguyễn Thanh Phúc, 42 tuổi, xã Tịnh Kỳ, đã tử vong. 6 ngư dân còn lại đang được bác sĩ tích cực cứu chữa, ông Danh nói. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi đang cử ông Nguyễn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, đến hiện trường phối hợp chỉ đạo lực lượng đến vị trí tàu gặp nạn và khu vực xung quanh tìm kiếm 2 ngư dân mất tích. Tàu cá gặp nạn hành nghề pha xúc gần bờ, tàu này dưới 14 mét nên không có thiết bị giám sát hành trình. Bắt giữ nghi phạm đập phá 40 ngôi mộ ở Hà Nội. Liên quan việc 40 ngôi mộ ở Nghĩa Trang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị đập phá, sáng 23 tháng 2, một lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm đập phá các ngôi mộ. Ban đầu, công an xác định đối tượng gây ra vụ việc sinh năm 2008, có dấu hiệu tâm thần nhẹ. Trước đó, ngày 19 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ cho biết phường nhận được thông báo nhiều ngôi mộ tại Nghĩa Trang bị phá hoại. Sau đó, chính quyền công an phường có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hàng loạt ngôi mộ tiếp tục bị phá hoại. Một trong những hộ dân có phần mộ người thân bị kẻ xấu phá hoại, ông Đinh Văn Công, 63 tuổi, trú tại phường Tây Mỗ cho biết, Nghĩa Trang có từ lâu đời, đây là nơi an nghỉ của rất nhiều người đã khuất, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng bị kẻ xấu phá hoại. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông thường xuyên đến đây kiểm tra để tránh tình trạng ngôi mộ bị kẻ xấu phá hoại lần hai. Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lưu Kiền lộ clip nhạy cảm cho thôi chức theo nguyện vọng. Ngày 22 tháng 2, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Đinh Hồng Vân ký quyết định về việc thôi giữ chức vụ viên chức quản lý trường học đối với bà Nguyễn Thị Nhi, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lưu Kiền. Theo quyết định do vị Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đương nhiệm ký, có nội dung bố trí làm viên chức giảng dạy đối với bà Nguyễn Thị Nhi kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2024. Vào cuộc tìm hiểu được biết, trước khi có quyết định của ông Đinh Hồng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, bà Nguyễn Thị Nhi có đơn nêu nguyện vọng cá nhân gửi Chủ tịch UBND và các phòng liên quan huyện này, do cá nhân đã để lộ một số thông tin cá nhân làm ảnh hưởng đến dư luận xã hội, vì thế bản thân cảm thấy không xứng đáng để tiếp tục làm cán bộ quản lý. Liên quan tới việc ban hành quyết định nhiều chuyên gia về luật hành chính, tất cả đều khẳng định không thành lập hội đồng xét xử kỷ luật bà Nguyễn Thị Nhi là bỏ qua dấu hiệu vi phạm. Việc ra quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với bà Nhi, bố trí làm viên chức giảng dạy tại trường khác, khác nào là thỏa thuận ngầm bỏ dấu hiệu vi phạm cho bà Nhi, bà Nguyễn Thị Nhi không bị xử lý kỷ luật, thì có thể chỉ trong thời gian rất ngắn, hoàn toàn có thể nhanh chóng trở lại giữ chức vụ quản lý trường học bởi không hề bị xử lý kỷ luật. Trước đó, nhiều người bức xúc trước việc rất nhiều hình ảnh clip, tin nhắn nhạy cảm dung tục do chính bà Nhi chủ động quay được phát tán rộng rãi, chia sẻ, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Giá lúa gạo bất ngờ giảm mạnh sau Tết. Ngày 23 tháng 2, ông Phan Thành Bắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Sơn Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, nông dân trồng lúa hiện rất lo lắng khi giá lúa giảm quá nhanh, chỉ trong vòng 5 ngày giảm đến 1.000 đồng 1 kg. Hiện tại giá lúa Đài Thơm 8 còn 7.500 đồng 1 kg, lúa IR50404 còn 7.300 đồng 1 kg. Giá lúa giảm quá nhanh nên thương lái nào không thương lượng được giá mua với chủ ruộng nên có thể sẽ bỏ cọc để tránh thua lỗ. Mức cọc phổ biến ở mức 3 triệu đồng 1 hecta, ông Bắc nói. Cũng theo ông Bắc, so với cùng kỳ năm ngoái, giá lúa vẫn cao hơn 1.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay cây lúa gặp dịch bệnh nhiều, chi phí đầu tư cao, nên nếu giá lúa tiếp tục giảm, nông dân không còn lời. Doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu nhưng họ thu mua rất cầm chừng, trong khi lúa thu hoạch rộ. Đây là nguyên nhân khiến giá lúa giảm.
ông Bắc nhận định. Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phước Thành 4, tỉnh Vĩnh Long, dự báo giá lúa gạo sẽ ổn định từ tuần sau khi các nhà máy đẩy mạnh mua vào. Nếu không mua vào sẽ trễ, không đủ nguồn hàng cho kế hoạch xuất khẩu gạo năm 2024. Chưa kể nếu thu mua trễ hơn, chất lượng gạo sẽ không còn tốt nhất, ông Thành nói. Ông Thành cũng cho rằng các doanh nghiệp vừa qua trúng gói thầu cung cấp gạo cho Indonesia có thể sẽ lãi lớn với diễn biến giá thị trường như hiện nay. Nguyên nhân giá lúa gạo giảm theo ông Thành do các khách hàng lớn từ Philippines, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc có tâm lý chờ Việt Nam thu hoạch rộ, giá giảm mới mua vào. Quá hạn vẫn chưa tháo dỡ công trình trái phép trong đồi cù Đà Lạt. Ngày 22 tháng 2, tại hai khối công trình sai phép và không phép tòa nhà câu lạc bộ golf bên trong sân golf đồi cù Đà Lạt, theo ghi nhận tòa nhà vẫn còn nguyên, hoạt động tháo dỡ vẫn chưa diễn ra. Các bảo vệ ở đây cho hay, từ hơn một tháng qua, một số tài sản bên trong công trình của nhà thầu được dời đi, tuy nhiên không có việc tháo dỡ. Trước đó, ngày 11 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc xây dựng công trình sai phép, không phép bên trong đồi cù Đà Lạt. Cụ thể là sai phạm tại tòa nhà câu lạc bộ golf đồi cù Đà Lạt. Văn bản chỉ đạo do ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký, yêu cầu chủ đầu tư chấp hành việc tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình xây không phép, sai phép và hoàn thành trước ngày 25 tháng 1. Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức huy động lực lượng, máy móc để cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm. Tòa nhà này không chỉ là cụm công trình sai phép và không phép mà còn sai quy hoạch khi chắn núi Lang Biang, biểu tượng Đà Lạt, cao nguyên Lâm Viên theo hướng nhìn từ Hồ Xuân Hương. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, chủ đầu tư là công ty Hoàng Gia DL phải tháo dỡ tổng cộng 20.000 m2 xây dựng trái phép. Đây là diện tích xây dựng trái phép lớn nhất từ trước đến nay, được cơ quan chức năng ghi nhận. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.